Thưa quý vị, với chi phí đầu tư cao, nhưng việc trồng dưa hấu kim hoàng hậu trong nhà màng lại có nhiều ưu điểm như quản lý cây trồng tốt hơn, giúp che mưa và ngăn côn trùng xâm nhập. Nông dân giảm chi phí do hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo sản phẩm sạch và bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng. Thế nhưng để có được những quả dưa với chất lượng thơm ngon và mẫu mã đẹp lại phụ thuộc vào quá trình chăm sóc của người trồng, mà thời điểm quan trọng là khi cây dưa ở vào giai đoạn cho quả. Sau đây, ông Phạm Tiến Sinh sẽ chia sẻ cho bà con những bí quyết để có được những quả dưa kim hoàng hậu chất lượng qua việc chăm sóc dưa ở giai đoạn cho quả như thế nào. Những quả dưa kim hoàng hậu nặng trĩu này không chỉ có ngoại hình bắt mắt mà chúng còn có chất lượng rất cao. Theo ông Phạm Tiến Sinh, hầu hết các quả dưa đều có độ đường đạt từ 17 đến 18 brick, tức là tương đương, thậm chí còn cao hơn độ ngọt của vải. Với chất lượng ngọt thơm, trọng lượng trung bình từ 2 đến 2,5 kg mỗi quả, nên chúng được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Ông Sinh cho biết, một trong nhiều bí quyết để dưa có chất lượng như vậy là đây. Mỗi cây dưa, ông chỉ để duy nhất một quả. Trên một dây thực tế nó sẽ ra nhiều quả. Nhưng mình lựa chọn, mình chỉ để lại một quả thì cái trái loại một nó sẽ nhiều hơn, nó đều quả hơn, chất lượng nó tốt hơn. Chứ nếu mà để nhiều quả thì cái thành phẩm loại hai mình bán mất giá luôn. Việc để mỗi dây một quả giúp dinh dưỡng tập trung nuôi quả, quả sẽ đạt chất lượng tốt nhất, từ đó giá thành cũng cao hơn. Theo ông Sinh, việc kiểm soát số quả trên cây được thực hiện trong giai đoạn cây cho quả non. Khi đó ông sẽ xác định quả nào trên dây có chất lượng tốt nhất thì để lại. Đồng thời với đó, khi cây nuôi quả, ông Sinh sẽ cho nhân công tiến hành cắt ngọn và tỉa nhánh của cây dưa, chỉ để đủ lá cho cây quang hợp. Công việc này nhằm mục đích không để dinh dưỡng phải nuôi nhánh và nuôi ngọn thêm, mà chỉ tập trung nuôi quả trên dây. Việc tỉa lá cũng được tiếp tục thực hiện khi quả chuẩn bị đến kỳ thu hoạch, để tăng cường ánh sáng vào quả, để quả có mẫu mã đẹp hơn và ngọt hơn. Đó cũng là lý do mà trong nhà màng này, tất cả các quả dưa đều có màu vàng đậm, bóng đẹp. Ánh sáng đối với cây dưa thì rất là quan trọng. Nếu không đủ ánh sáng thì cái mã của quả sẽ không được đẹp. Cái ánh sáng nó cũng để cho cây tăng cường quang hợp, để tăng thêm cái độ ngọt, cái chất lượng dinh dưỡng của cờ của quả. Đặc biệt trong giai đoạn cây nuôi quả này, trang trại của gia đình ông Sinh vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cung cấp dinh dưỡng cho cây. Cây được cung cấp dinh dưỡng bằng dung dịch thủy canh với thành phần chính là phân hữu cơ vi sinh pha với nước. Phân bón được pha tự động như thế này trong các bể chứa với tỷ lệ nhất định để đảm bảo đủ các thành phần dinh dưỡng. Với cây dưa giai đoạn mang quả, phân bón được pha với tỷ lệ 1.200mg trên 1 lít nước. Thức ăn rất quan trọng. Vì chúng ta không cho thức ăn đủ thì cây nó không phát triển được. Mà thức ăn không đồng đều, tức là không đủ các chất để phát triển thì đôi khi nó chỉ phát triển cây, dây mà không ra quả. Nếu mà không đủ thì lại không nuôi được quả. Thế cho nên cái chế độ dinh dưỡng là phải chấp hành theo tuân thủ rất là nghiêm ngặt. Để dưa thương phẩm có chất lượng tốt nhất, theo ông Sinh, trước khi thu hoạch một tuần, gia đình ông sẽ dừng việc cung cấp dinh dưỡng cho cây dưa, đồng thời giảm lượng nước tưới. Ta phải giảm lượng nước đi để cho nó tăng cái độ đường ngọt. Và không sử dụng các loại phân bón cho vào cây ăn nữa thì để các cái chất phân ở trong cây, trong cái trái dưa thì nó tiếp tục được hòa giải đi, nó không còn tồn đọng các cái dư lượng làm cho trái dưa không ngon nữa. Ngoài việc chú ý chăm sóc giai đoạn mang quả, bà con cần tuân thủ quy trình trồng, chọn giá thể, sơ dừa đạt tiêu chuẩn, nguồn nước đảm bảo. Đồng thời chú ý đảm bảo mật độ, khoảng cách hợp lý. Theo đó, dưa có thể trồng hàng kép với mật độ hàng cách hàng 1,4 m, cây cách cây 40 cm. Với 1.000 m2 có thể trồng khoảng 2.500 cây. Khi cây đến thời điểm thu hoạch, sau khi hái quả, tiến hành nhổ bỏ cây, xử lý đất và vệ sinh nhà màng cho vụ trồng tiếp theo. Thưa bà con, ngày hôm nay, Góc Tư Vấn đã nhận được thắc mắc của bà con liên quan tới lĩnh vực trồng trọt.
Những thắc mắc này đã được các chuyên gia thuộc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia giải đáp. Xin mời bà con cùng theo dõi. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi giải đáp là câu hỏi của khán giả Phạm Hữu Cơ có số điện thoại 0399, ba số cuối là 582 ở Ia Dreng, Chư Pư, Gia Lai. Câu hỏi có nội dung: 2.000 cây dưa lưới 40 ngày tuổi bị sương mai phấn trắng khoảng 4 ngày nay, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Thưa anh Cơ, câu hỏi này của anh không đưa ra những triệu chứng bệnh tích cụ thể trên cây dưa mà khẳng định luôn là cây mắc bệnh sương mai phấn trắng. Nếu như đúng cây mắc bệnh này thì anh cần chú ý khắc phục như sau. Tiêu hủy cây bệnh nặng để tránh lây lan, vì thuốc không thể chữa được một cây khi đã bị bệnh nặng. Những cây mới chấm bệnh cần phun một trong các hoạt chất bóc đeo khô 60% hoặc Zinep 25% hoặc Mancozeb 64% hoặc Simosanin 8% hoặc Metalacin M 40g trên 1kg cộng Mancozeb 640g trên 1kg. Làm theo hướng dẫn trên bao bì thuốc. Để phòng, cần gieo trồng giống sạch bệnh có nguồn gốc rõ ràng, bón phân chăm sóc theo quy trình hướng dẫn trên bao bì. Thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được đến từ khán giả Hoàng Xuân Cảnh có số điện thoại 0973, ba số cuối là 754 ở Xuân Phú, Xuân Lộc, Đồng Nai. Câu hỏi có nội dung như sau: 4 xào dưa leo 37 ngày tuổi, hiện đang ra trái non, hỏi vào thời điểm này dùng thuốc Ridomin và Amistatop để trị bệnh nấm và trị bệnh sương mai thì có ảnh hưởng đến trái hay không? Thưa anh Cảnh, với thắc mắc này của anh, các chuyên gia đã giải đáp cho anh như sau. Nếu cây dưa leo bị bệnh, anh vẫn phải phòng trừ bằng cách phun thuốc cho cây. Tuy nhiên, anh nên lưu ý phun vào chiều mát để không ảnh hưởng đến hoa và cần lưu ý đúng thời gian cách ly của từng thuốc trước khi thu hoạch. Với từng loại thuốc, anh sử dụng theo đúng hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Thưa quý vị, thưa bà con, và câu hỏi tiếp theo chúng tôi sẽ giải đáp là câu hỏi của khán giả Đặng Ngọc Huy có số điện thoại 0911, ba số cuối là 346 ở Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang. Câu hỏi có nội dung như sau: trồng 22 công dưa hấu được hơn 1 tháng, hiện tượng bị bọ trĩ gây hại, ngoài ra cây bình thường, đã dùng thuốc 5.0 nhưng không hiệu quả, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Theo mô tả của anh Huy về tình trạng bệnh trên cây dưa hấu, các chuyên gia chẩn đoán vườn dưa hấu đã bị bọ trĩ gây hại. Để phòng trừ loài vật này, anh cần thực hiện như sau. Anh cần sử dụng một trong các loại thuốc trừ bọ trĩ gốc hoạt chất Abamectin hoặc Imidacloprid hoặc Acetamiprid cộng Alpha Cypermethrin để phun trừ theo liều lượng nồng độ khuyến cáo ghi trên bao nhãn thuốc. Ngoài ra cũng cần chú ý đến sử dụng màng phủ nông nghiệp hoặc sử dụng màng vây ni lông để ngăn cản sự di chuyển của bọ trĩ. Thưa bà con, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Khuyến nông ngày hôm nay của chúng tôi. Tổng đài 1900-6145 của chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến thắc mắc, đóng góp của bà con dành cho chương trình. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.